Hello, hello, xin chào các bạn Tôi muốn làm một cái video ngắn để mà chia sẻ một cái câu hỏi thì nhận được rất nhiều từ hôm qua tới bây giờ Đó chính là câu hỏi liên quan tới lời phát biểu của Chủ tịch của Fed, John Powell ngày hôm qua Thì hôm qua đó, Chủ tịch của Fed, John Powell đã có một cái uh, cuộc họp Và trong cuộc họp này đó, Chủ tịch John Powell uh, là họp với lại Quỹ ban Dịch vụ Tài chính của Hoa Kỳ Thì trong cuộc họp này đó có một lời phát biểu mà nhiều bạn hỏi thần Đó chính là Chủ tịch John Powell nói là khi mà chúng ta có tiền điện tử của quốc gia thì lúc đó đó những tiền điện tử bây giờ sẽ bị lỗi thời thì ý nghĩa của nói này thường nghĩ là sao thì thật ra mà nói đây là cái lời nói của chủ tịch Fed ngày hôm qua hôm nay nó cũng có một cái buổi họp và buổi họp này đó là họp với lời quốc hội của Hoa Kỳ đây là cái buổi đưa trần hồi sáng này tôi dành thời gian để mà xem thật ra rất là dài 2 tiếng 14 phút như là các bạn thấy trên màn hình lúc mà thường xem là buổi họp này là đang xem trực tiếp thì chúng ta thấy được là trên cái buổi họp này đó phần lớn là nói về cái chính sách tiền tệ của chủ tịch của Fed là như thế nào liên quan tới lạm phát ra sao nhưng mà chỉ có một phần là nói về tiền kỹ thuật số mà thôi đó chính là cái phần khi mà thượng nghị sĩ Cynthia Lumas à, tới phiên của bà ta hỏi một số câu hỏi liên quan tới chủ tịch Fed thì Cynthia Lumas đã hỏi chủ tịch Fed đó, là những lời phát biểu của chủ tịch Fed ngày hôm qua đã có thể nói rõ ràng hơn được hay là không tại vì đó chủ tịch fed nói là khi mà có tiền điện tử của quốc gia hoa kỳ thì lúc đó tiền điện tử thì sẽ bị lỗi thời thì câu nói này có như, như thế nào tại vì chúng ta phải nói rõ là tiền điện tử là ông ta nói tới là tiền điện tử uh, những đồng ổn định giống như là chúng ta nói những đồng mà giữ giá cả là một đô la đó những đồng stable coin như là chúng ta nói tới đồng tether usdc vân vân hay là ông ta nói tới những đồng như là bitcoin rất là khác nhau hai loại tiền tử này là hoàn toàn khác nhau và hồi tháng 3 đó khi mà chủ tịch fed phát biểu về bitcoin đó thì chủ tịch fed đã nói là bitcoin giống như là một cái loại tài sản để mà thay thế vàng như là vàng điện tử chứ không phải là một loại tài sản có thể thay thế được đồng đô la hiện bây giờ vậy thì tại sao ngày hôm qua fed lại gặp chung lại tiền điện tử nói chung thì điều này sẽ gây ra nhiều cái sự hiểu lầm thì sau đó đó thì chủ tịch của Fed đã đứng chính lại rõ ràng đó chính là lời phát biểu của ông ta ngày hôm qua, đó chính là liên quan đến những đồng ổn định. Ý của Fed nói ngày hôm qua đó là khi mà đã có tiền điện tử của quốc gia Hoa Kỳ thì tiền tử này đương nhiên là được đảm bảo bởi Fed thì chúng ta sẽ không cần những cái đồng ổn định trên thị trường hiện bây giờ và ý ông ta nói là khi mà có tiền điện tử của Hoa Kỳ thì những cái stable coin liên đồng ổn định như là Tether, như là USDC vân vân là sẽ không cần thiết nữa, sẽ bị lỗi thời chứ ông ta không phải nói về Bitcoin và lý tại sao mà ông ta gặp chung với nhau đó tại vì trước đây khi Bitcoin ra đời đó là Bitcoin muốn trở thành một cái phương tiện thanh toán thay thế cho đồng đô la nhưng mà đối với là chủ tịch John Powell thì Bitcoin đã thất bại trong cái việc mà trở thành một phương tiện thanh toán cho nên ông ta vẫn giữ cái vị trí cũ của mình đó chính là tiền của quốc gia sẽ thay thế được những đồng ổn định thì bây giờ, tại vì những đồng ổn định thì bây giờ đó là không được quản lý bởi pháp lý. Nhưng mà về vấn đề Bitcoin đó thì người ta vẫn nghĩ là một loại tài sản có thể thay thế được vàng chứ không phải là thay thế đồng đô la. Đây là cái điều mà rất là quan trọng. À, đây là những cái lời phát biểu được chia sẻ bởi Fed, Bình thường đã chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội đó bắt đầu từ cái phút là một tiếng 54 phút là nói về tiền điện tử. Nhưng mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào những bài viết bây giờ đó thì những bài viết đó họ chỉ thích viết những cái tựa đề giật gân thôi giống như là thay vì nói là phải đứng chính lại là những lời phát biểu của ông ta ngày hôm qua là chỉ nói về tiền điện tử stablecoin những nội định mà thôi chứ không phải nói về bitcoin nhưng mà những bài viết bây giờ đó thì lại viết là chủ tịch Fed nói là tiền điện tử đã thất bại. Tại vì sao? Tại vì những cái bài viết này đó thì mới khiến cho người ta tò mò bấm vào để mà xem. Chứ nếu như mà họ chia sẻ sự thật thì sẽ không có ai bấm vào để mà xem. Đây là những gì mà các bạn cần phải lưu ý đến. Và chủ tịch Fed cũng chia sẻ thêm hai điều liên quan tới tiền điện tử của Hoa Kỳ. Thứ nhất đó, đó chính là đối với lời chủ tịch Fed thì vẫn đang trong cái thời kỳ tìm hiểu và hiện bây giờ đây là một trong những điều quan trọng mà Fed đang tìm hiểu là có nên có một tiền tệ quốc gia của Hoa Kỳ hay không. Fed bây giờ là vẫn chưa có ra quyết định là có hay không có, tại bây giờ vẫn đang tìm hiểu có là lợi và hại như thế nào. Và thứ nhì nữa là Fed Nghĩ là không cần phải là nước đầu tiên để có tiền điện tử quốc gia Mà cần phải có tiền điện tử quốc gia một cách hợp lý hơn Đó là điều quan trọng hơn đối với Fed chứ không phải là trở thành quốc gia đầu tiên Cho nên cái việc mà nhiều người nói là Fed đi quá chậm Sẽ khiến cho những quốc gia khác như là Trung Quốc có thể là có tiền điện tử quốc gia trước Fed không có nghĩ như vậy Fed thì nghĩ là thà là chậm Nhưng mà chắc còn hơn là đưa ra một cái loại tiền điện tử quá vội vàng Đó là điều được chia sẻ với Fed ngày hôm nay thì ngoài trừ thông tin liên quan tới uh, Chủ tịch Fed phát biểu ở Quốc hội ra, chúng ta cũng có một thông tin khác. Đó chính là chúng ta có ba người nghị sĩ. Đó chính là nghị sĩ uh, Tom Emmer, nghị sĩ uh, Darren Soto và nghị sĩ Ro Khanna. Đây là ba nghị sĩ đó, họ đã đưa ra một cái dự luật. Dự luật này đã liên quan tới áp dụng cái luật hiện bây giờ của chứng khoán đó vào thị trường crypto. Và khi mà áp dụng đó, thì dự luật này muốn nói là những cái loại token, được tạo ra từ blockchain đó thì không phải là chứng khoán mà là một cái loại hàng hóa. Tại vì sao? Tại vì đó, nghị sĩ em nói là hiện bây giờ đó luật ở Hoa Kỳ không rõ ràng khiến cho nhiều dự án họ phải rời khỏi Hoa Kỳ, họ đi những nơi khác khiến cho thất thoát đến từ Hoa Kỳ. Những cái dự án này lý đâu là sẽ được tạo ra ở Hoa Kỳ, đương nhiên là có thể thu được thuế, có thể kiếm được công bằng việc làm cho người dân của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ tại vì luật không rõ ràng khiến cho nhiều dự án họ rời khỏi Hoa Kỳ. Thế nên bây giờ đã cần phải có một cái luật rõ ràng là những cái token kinh được tạo ra trên blockchain không phải là chứng khoán thì chúng ta bây giờ thấy được đây chỉ là một dự luật mà thôi nhưng mà đây cũng là một bước tiến tới kế tiếp của Hoa Kỳ các bạn thấy được là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mà vẫn tiếp tục tiến tới để mà chấp nhận crypto chấp nhận blockchain đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video này đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu các bạn thích cái video này thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Hay là nhưng bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thông Khác về như là các bạn có thể giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Binance giảm 20% hay là nhận được bonus hoặc là tham gia vào lớp tính hiệu trị miễn phí thì cái link sẽ ở dưới cái video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một video kế tiếp. Tạm biệt các bạn